cho 100 thủy mặc đến bạn bè đồng nghiệp và công chúng dựng sáng nắng mới về thiên điệu phong cảnh. Bên cạnh đó là sự kết hợp giữa dân tộc và hiện đại để thể hiện bức tranh dung dị về đời sống thường của các dân tộc ít người, sinh hoạt cuộc sống của người dân về sự phát triển của nông thôn và thành phố trong xây dựng. Mỗi tác giả tạo dấu ấn riêng trong cách thể hiện nội dung đề tài bằng thủ pháp và phong cách riêng biệt, đưa người xem đến không gian sống thực tại qua tác phẩm. Việc sáng tác triển lãm là công việc thường xuyên của câu lạc bộ nhằm đẩy mạnh việc phát triển thành viên mới và qua đó tạo điều kiện để họa sĩ dùng các khuôn mặt nỗ lực hơn trong những trao đổi kỹ năng sáng tác. Kính thưa các vị khách quý, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến dự buổi lễ khai mạc hôm nay và chúng tôi thuộc thành phố Hồ Chí Minh xin được trân trọng giới thiệu Hoàng Nghị Sư Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu họa sĩ Trương Lộ, ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu họa sĩ nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và giới thiệu đến dự buổi lễ khai mạc hôm nay có bà Trương Tú Muối, phó chủ tịch thường trực Hội Đại học Mỹ thuật các dân tộc miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đến dự hôm nay còn có bà Lưu Kim Hoa, nguyên chủ tịch Hội Đại học Mỹ thuật các dân tộc miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi rất hân hạnh vô cùng được đón tiếp tất cả các vị khách quý của Thiên Báo Chí Đài đã đến đây trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Họa sĩ Trịnh Huy, họa sĩ Trương Lộ, họa sĩ Trí Đức Toàn, họa sĩ Lưu Hồng Phúc, họa sĩ Trần Vũ Bằng và họa sĩ Dương Gia Tuấn. Xin được trân trọng kính mời nhà giáo nhân dân họa sĩ Huỳnh Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời bà Lưu Kim Hoa, nguyên chủ tịch của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh lên trao tặng hoa cho các tác giả. Xin được trân trọng kính mời. Để mà thưởng thức, để mà hiểu thêm được
lần nữa chúng tôi xin chúc mừng mấy họa sĩ đã có những cái tác phẩm hôm nay, và cũng xin cảm ơn họa kỹ thuật thành phố đã nhiều năm về nhiều gắt và tạo mọi điều kiện cho câu lạc bộ người hoa mỹ thuật người hoa thành phố hoạt động được tích cực. Một lần nữa xin chúc sức khỏe của các anh chị. Hãy subscribe.